Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Công ty Ford sắp cắt giảm 3.200 việc làm ở châu Âu. Theo liên minh IG Metall của Đức, hôm 23 tháng 1, công ty Ford thông báo có kế hoạch cắt giảm tới 3.200 việc làm trên khắp châu Âu và chuyển một số công việc phát triển sản phẩm về Hoa Kỳ. Theo kế hoạch này, Ford muốn cắt giảm 2.500 việc làm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và 700 nhân viên khối hành chính, trong đó các nhà máy ở Đức bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các công nhân tại nhà máy của nhà sản xuất xe hơi Ford, nơi sử dụng khoảng 14.000 nhân sự, bao gồm 3.800 người tại một trung tâm phát triển ở khu vực Macanet, được thông báo về các kế hoạch cắt giảm việc làm tại các cuộc họp trong ngày 23 tháng 1. Phát ngôn viên của Ford tại Đức từ chối bình luận đề cập đến một tuyên bố vào ngày 21 tháng 1. Trong đó, công ty sản xuất xe hơi này nói rằng việc chuyển sang sản xuất xe điện EV đòi hỏi phải thay đổi cấu trúc và Ford sẽ không đưa ra thêm thông tin cho đến khi hoàn thành kế hoạch. Phát ngôn viên tại trụ sở chính của công ty Ford tiểu bang Michigan cho biết việc thảo luận với các hội đồng lao động của Đức vẫn đang tiếp tục và công ty cần phải cạnh tranh hơn khi chuyển sang sản xuất xe điện. Việc chuyển sang sản xuất xe điện đồng nghĩa với việc các hãng xưởng sẽ cần ít giờ lao động hơn để lắp ráp xe hơi. Phát ngôn viên này từ chối bình luận về kế hoạch công việc cụ thể. Trong năm 2022, Ford công bố khoản đầu tư 2 tỷ Mỹ Kim để mở rộng sản xuất tại nhà máy ở Cologne, nhằm tạo ra một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện cho thị trường đại chúng. Nhà máy hiện nay đang sản xuất loại xe Ford Fiesta cũng như là động cơ và hộp số. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp liên quan đến các loại siro ho gây nguy hiểm cho trẻ em. Sau khi ghi nhận hơn 300 trẻ nhỏ tử vong tại nhiều quốc gia do sử dụng các loại siro ho, Tổ chức Y tế Thế giới vừa ra tuyên bố kêu gọi các quốc gia nhanh chóng giải quyết và loại bỏ các loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn. Tổ chức WHO nhấn mạnh trong 4 tháng qua, tổ chức này đã tiếp nhận báo cáo về một số vụ việc liên quan các loại siro ho không kê đơn dành cho trẻ em có chứa hàm lượng Tertaline Glycol, tức là TEG, và Ethylene Glycol, tức là EG, ở mức cao. Đây là những hóa chất độc hại được sử dụng làm dung môi công nghiệp và các chất chống đông. Chúng có thể gây tử vong dù chỉ nuốt phải một lượng rất nhỏ và lẽ ra không được xuất hiện trong các loại dược phẩm. Các vụ việc như vậy đã được phát hiện tại ít nhất là 7 quốc gia, trong khi Gambia, Indonesia và Uzbekistan là 3 nước ghi nhận các trường hợp trẻ nhỏ tử vong do các loại siro. Họ có chứa những hóa chất độc hại này, hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi. Trong thời gian qua, tổ chức WHO đã ban bố các cảnh báo toàn cầu về các mặt hàng dược phẩm có liên quan những vụ việc như trên kể từ tháng 10 năm ngoái, đồng thời xác định được 6 công ty dược phẩm tại Ấn Độ và Indonesia sản xuất các loại siro ho gây nguy hiểm cho trẻ em. WHO nhấn mạnh rằng đây không phải những sự cố riêng lẻ, đồng thời kêu gọi các mắt xích chính trong chuỗi cung ứng y tế phối hợp hành động khẩn cấp. Tổ chức này cũng khuyến nghị các quốc gia cần kịp thời kiểm tra, phát hiện và loại bỏ khỏi thị trường các loại thuốc nhiễm độc cũng như tăng cường khâu giám sát chặt chẽ đối với các chuỗi cung ứng. Các bên liên quan cũng cần báo cáo cho WHO ngay khi phát hiện các sản phẩm không đạt chuẩn, đồng thời khuyến cáo để người dân nhận thức rõ về mối nguy hiểm và các tác dụng phụ của những loại thuốc như vậy. Ngoài ra, WHO cũng kêu gọi các chính phủ và các cơ quan quản lý đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng dược phẩm trên thị trường tại đất nước của họ đều được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành và chỉ các nhà cung cấp được ủy quyền mới được phép bán các mặt hàng này. Tảng băng trôi lớn gấp đôi New York tách khỏi Nam Cực. Một tảng băng khổng lồ đã vỡ ra khỏi thềm băng Bronx ở Nam Cực cách trạm nghiên cứu Harvey của Anh chỉ 19 km. Cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh Bash hôm 23 tháng 1 cho biết sự hình thành của tảng băng trôi mới này là một quá trình tự nhiên đã được dự đoán từ trước, chứ không phải do biến đổi khí hậu vốn đang đẩy nhanh tốc độ mất băng biển ở Bắc Cực và một phần Nam Cực. Tảng băng rộng tới 1.550 km vuông lớn gấp đôi thành phố New York của Hoa Kỳ tách hoàn toàn khỏi thềm băng Bronx dày 150 mét sau hơn một thập kỷ tính từ khi các nhà khoa học phát hiện ra vết nứt lớn đầu tiên được gọi là Chalms 1 vào năm 2012. Các nhà khoa học Anh tại trạm nghiên cứu Harvey giám sát tình trạng của thềm băng Bronx hàng ngày nhưng may mắn không có ai bị ảnh hưởng trong vụ việc.
Cơ sở nghiên cứu di động của họ đã được di dời vào đất liền vì lý do an toàn vào năm 2016 đến 2017, khi các vết nứt trên băng có khả năng xé toạc nó. Kể từ đó, các nhân viên của BASH chỉ đến trạm nghiên cứu Halley trong mùa hè ở Nam Cực từ tháng 11 đến tháng 3. Hiện có tất cả 21 nhà nghiên cứu đang làm việc tại địa điểm. Họ duy trì các nguồn cung cấp năng lượng và cơ sở vật chất để các thí nghiệm khoa học hoạt động từ xa trong suốt mùa đông, khi trời tối trong 24 giờ và nhiệt độ xuống dưới âm 50 độ C. Dominic Houston, nhà nghiên cứu về sông băng từ BASH, cho biết các nhóm nghiên cứu và vận hành của chúng tôi tiếp tục theo dõi thềm băng trong thời gian thực để đảm bảo an toàn và duy trì công việc khoa học mà chúng tôi đảm nhận tại Halley. Theo giáo sư Dame Jane Francis, giám đốc BASH, công việc đo đạc thềm băng được thực hiện nhiều lần trong ngày bằng cách sử dụng mạng lưới tự động gồm các thiết bị GPS có độ chính xác cao bao quanh trạm nghiên cứu. Những thứ này đo lường mức độ biến dạng và di chuyển của thềm băng, đồng thời so sánh với các hình ảnh vệ tinh từ NASA, cơ quan vũ trụ châu Âu và vệ tinh TerraSol X của Đức. Đồng hồ ngày tận thế nhích thêm 10 giây. Do mối đe dọa từ chiến tranh Nga-Ukraine, năm nay đồng hồ ngày tận thế được điều chỉnh chỉ cách mốc nửa đêm 90 giây. Vào 10 giờ ngày 24 tháng 1, bản tin các nhà khoa học nguyên tử BASH thông báo dịch chuyển kim phút của đồng hồ ngày tận thế tới gần nửa đêm hơn trước đây, đánh dấu thay đổi đầu tiên về mốc thời gian trong 3 năm qua. Hiện nay, đồng hồ ngày tận thế được đặt ở mốc 90 giây trước nửa đêm. Chưa bao giờ trong lịch sử 76 năm tồn tại của đồng hồ ngày tận thế, nhân loại tiến đến gần thảm họa toàn cầu đến vậy. Đồng hồ ngày tận thế được giới thiệu lần đầu tiên khi bắt đầu chiến tranh lạnh vào năm 1947 và cài ở mốc 7 phút trước nửa đêm. Mỗi năm, các thành viên của Hội đồng Khoa học và An ninh thuộc BASH sẽ điều chỉnh thời gian để phản ánh những sự kiện của năm ngoái, đẩy nhân loại tới gần hay ra xa nguy cơ hủy diệt. Đồng hồ ngày tận thế ngày nay được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến từ tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự tàn phá môi trường, biến đổi khí hậu. Năm 2020, đồng hồ đặt ở mốc 100 giây trước nửa đêm, mốc gần nhất từ trước đến nay. Trong 2 năm qua, đồng hồ vẫn dừng ở mốc này. BASH cho biết năm nay, BASH dịch chuyển kim phút của đồng hồ ngày tận thế về phía trước do những mối đe dọa từ chiến tranh ở Ukraine. Đồng hồ hiện nay ở mốc 90 giây trước nửa đêm, gần nhất với thảm họa toàn cầu từ trước tới nay. Thông báo được công bố lần đầu tiên bằng cả tiếng Anh, tiếng Ukraine và tiếng Nga, với hy vọng cảnh báo sẽ thu hút sự chú ý ở các quốc gia liên quan tới chiến sự, theo Rachel Bronson, giám đốc điều hành BASH. Áp lực dữ dán của Robert Pattinson, diễn viên ngôi sao của Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn với Evening Standard, diễn viên Robert Pattinson trải lòng về áp lực có liên quan đến việc phải có ngoại hình nhất định ở Hollywood mà đàn ông cũng như phụ nữ phải đối mặt. Tài tử phim The Batman nói rằng anh không gặp vấn đề nghiêm trọng với cơ thể, nhưng thừa nhận có những kỳ vọng điên rồ vì muốn vẻ ngoài hoàn hảo hơn. Anh nói chúng ta rất dễ rơi vào khuôn mẫu đó, ngay cả khi theo dõi lượng calorie nạp vào cơ thể mỗi ngày. Những việc ấy cực kỳ gây nghiện với tôi, không nhận ra nó nguy hiểm thế nào cho đến khi quá muộn. Từng thử ăn khoai tây luộc cùng với muối hồng mà Malia trong vòng 2 tuần như cách giải độc, Patterson nhận ra cách làm này cũng giúp giảm cân hiệu quả. Anh bắt đầu tìm hiểu những chế độ ăn kiêng khác nhau. Về cơ bản, anh thử ăn mọi chế độ giảm cân mà anh biết. Tôi ăn thử chế độ keto một lần và nghĩ, có một chế độ ăn kiêng mà chúng ta chỉ ăn bánh charcuterie và format sao. Tuy nhiên, tôi không nhận ra rằng việc uống bia sẽ phá vỡ công sức giảm cân của mình. Đối với Patterson, việc tập luyện cho các vai diễn trong phim bom tấn, gần nhất là vai Bruce Wayne ở The Batman, là sự miễn cưỡng, bởi anh không quá đam mê vận động cơ thể và ngại chia sẻ những bài tập đã áp dụng. Anh nói, tôi thấy xấu hổ khi phải trả lời câu hỏi về việc tập luyện của mình vì sẽ luôn có một người đàn ông khác sở hữu ngoại hình đẹp hơn. Theo People, Patterson đang tham gia phim Mickey 17 của đạo diễn Bong Joon-ho, Nam Hàn. Kịch bản phim dựa trên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Mickey 7 của Edward Ashton. Tác phẩm do Warner Bros. Sản xuất được ấn định ra mắt ngày 29 tháng 3 năm 2024. Patterson cho biết trong phim này anh là một người hoàn toàn khác, thưa quý vị.